không ít những đám cưới xa hoa lộng lẫy thể hiện sự chịu chơi và chịu chi của hai gia đình, cô dâu chú rể đã diễn ra nhưng lần nào cũng nhận được sự quan tâm chú ý và trở thành tâm điểm của dư luận. Nhưng mới đây, hình ảnh một đoàn xuất châu toàn siêu xe ở Hà Nội cũng được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người trầm trồ. Đội clip ngắn ghi lại cảnh hàng chục chiếc siêu xe ước tính cả trăm tỷ đồng dùng để rước dâu nối đuôi nhau di chuyển vào sân bay Nội Bài Hà Nội đã nhận về sự quan tâm không nhỏ từ dư luận. Theo chia sẻ của người đăng tải clip, thì đoàn siêu xe này dùng để đón cô dâu bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Theo đồn đoán của nhiều cư dân mạng, thì đây là đám cưới của một thiếu gia tập đoàn nổi tiếng và cô dâu là thiên kim tiểu thư xuất thân từ danh môn ở miền Nam. Được biết cô dâu đã dùng chuyên cơ riêng để bay ra Hà Nội. Dàn xe rước dâu có mặt ở sân bay Nội Bài hầu hết đều là những chiếc xế hộp trị giá hàng chục tỷ đồng cùng hàng loạt xe sang. Chỉ nhìn dàn siêu xe rước dâu này đã phần nào đoán được gia thế lẫn sự giàu có của gia đình chú rể. Bên cạnh đó cũng không ít cư dân mạng tò mò trước danh tính của cặp đôi cô dâu chú rể trong đám cưới này. Hiện đoạn clip trên vẫn đang thu hút sự chú ý và bàn luận rôm rả từ dân mạng. Bạn nghĩ sao về đám cưới siêu to khổng lồ này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!